các bạn thân mến, với nhu cầu sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke và sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính, thì trong đoạn clip hôm nay tôi lại lên sóng cho anh em với hai cặp loa JBL, gồm cặp loa JBL model 4735X/F và cặp loa JBL 4735A, hai cặp loa khủng long nổi tiếng đến từ Mỹ còn mới và đẹp xuất sắc trước máy quay. Với đoạn clip vào ngày hôm trước thì chỉ sau ít phút tôi lên sóng thì cũng một cặp 4735X/F thì bọn anh em Sài Gòn đã chốt ngay sau bản test. Và tối ngày hôm nay thì tôi lại lên sóng cho anh em với hai cặp loa sở hữu phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và cho karaoke chuyên nghiệp, rất là ít có đối thủ trong phân khúc. Mặc dù đây nó là những cặp loa có cấu hình khủng long, cao to lớn và trọng lượng nặng tới hàng tạ và công suất tới 1.200W, đánh như là một cái vũ trường thu nhỏ. Để thay cho lời nói thì có lẽ rằng tôi sẽ mời quý vị quay trở lại thưởng thức với một đoạn nhạc quen thuộc mà tôi hay từng test trên kênh. Ai có tai phone xin mời quý vị cùng mang tai phone vào chúng ta cùng thưởng thức, sau đó xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại chi tiết cấu hình mà tôi đang review cho quý vị với cặp loa JBL SR4735 X/F đến từ California, Mỹ. Những cặp loa rất là ít ở thị trường trong nước và chúng ta thấy được rằng bản chất là đàn anh của các dòng như 4735 trơn hay 4735 X thì với XF là hết số. Với cấu hình này chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên cặp loa còn mới và đẹp trong này. Uy lực mạnh mẽ như là một cái vũ trường thu nhỏ với chất âm của giới sành nghe. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại chi tiết cấu hình của cặp loa JBL model SR4735X/F đến từ California, Mỹ. Với thiết kế được trang bị phần thùng gỗ bạch dương và phủ composite siêu bền, chống trầy xước và chống thấm nước, nó có độ bền tới hàng trăm năm. Trên cặp loa sở hữu uy lực mạnh mẽ như sấm mà chúng ta vừa được thưởng thức. Cặp loa của nó rất là to, với chiều cao lên tới 1m, ngang 63,5, sâu 46cm, nặng tới 105kg. Sở hữu uy lực cho 4735X/F lên tới 1.200W và độ nhạy cao tới 131 dB. Anh em thấy rằng cặp loa cũng đẹp long lanh.
Với cặp loa hôm trước tôi review thì anh em thấy rằng đã rất là đẹp, và với cặp loa này thì lại còn đẹp hơn. Hai cặp loa 4735A phía bên phải và cặp loa đang test 4735XNF đến từ USA. Được trang bị với một bát siêu trầm 40 từ 22 côn 100, gân vải lụa tẩm dầu còn rất là đẹp. Có thể nói rằng nó là đẹp long lanh. Từ 22 côn 100 model 2226HPN, những dòng nổi tiếng và sở hữu uy lực mạnh nhất hãng được thiết kế trên cặp loa 4735XNF. Phần bên trên chúng ta thấy được rằng nó là một quả trung kèn với đường kính họng lên tới 50 x 40. Đó, quả trung kèn này thì phần trên cùng nữa thì nó được trang bị luôn một chắc kèn. Như vậy chúng ta thấy được rằng với những cái cấu hình khủng long như thế này, quả trung kèn và chắc kèn này, anh em hát karaoke thì có thể nói rằng thở cũng ra tiếng. Nó rất là nhẹ, cái lời hát của nó cực nhẹ luôn. Đó, tất cả các loa còn long này. Nặng 105 kg, công suất 1200 trung bình, độ nhạy 131 dB, với chiều cao cả chân thì nó lên tới 1 m, ngang 63 mm. Anh em thấy rằng ngang của nó khá là to, sâu tới 46. Tiếng trầm của nó đánh xuống rất là sâu và rất là mạnh. Nghe bonero trữ tình thì những cặp loa này thì quý vị có thể thấy được rằng chất âm của nó là miễn bàn luận, và karaoke thì đây là cặp loa vô địch về chất âm karaoke. Để nói rằng so đọ với những cái cặp loa thông thường đắt như thuốc độc trên thị trường, ví dụ như là phải nói tới Bose 6-1 Series 3 vốn mấy triệu bạc một cặp Bose, anh em chấp mấy cặp Bose lại mở cùng một lúc nghe hay hát, so với những cặp loa này thì hoàn toàn sẽ không có cửa để so đọ. Tôi đang phối ghép đây, phần phối ghép này đang ghép với một con đẩy MA 2100W đời cao, có màn hình hiển thị số và con vang DK Pro 69. Đây là vang số và cơ, phần mềm chỉnh số cũng như phần cơ chỉnh tay toàn phần, và một bộ mic Beyer 780. Quay trở lại với chủ đề chính cho cặp loa JBL SR4735XNF đến từ Mỹ, mới và đẹp long lanh. Đó, và phía bên phải là cặp loa 4735A, cũng cặp loa khủng long. Đó, có cấu hình tương tự như cặp 4735XNF đến từ Mỹ. Anh em quan tâm đăng ký kênh theo dõi, và tôi sẽ còn cập nhật rất là nhiều những tuyệt phẩm loa từ các thương hiệu nổi tiếng được sưu tầm và chọn lọc những cặp loa không thể đẹp hơn, để phục vụ cho nhu cầu 2 trong 1, vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke ở phân khúc cho những anh em giới sành nghe và sành chơi. Cuối đoạn clip xin mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc, để chúng ta sẽ thấy được rằng đây nó là một trong những tuyệt phẩm loa sở hữu phong cách chơi các thể loại nhạc thập cẩm, nó thể hiện rất là xuất sắc, có thể nói rằng nghe tê tái luôn ạ. Đó. Tôi đã mở vài giai điệu nhạc quen thuộc rồi, có lẽ rằng xin mời quý vị quay trở lại với những cái dòng nhạc bonero hay là trữ tình đi ạ, nghe cho nó ngọt ngào, và quý vị sẽ thấy được rằng nó thể hiện chi tiết phê đến từng nốt nhạc, không có điều gì để bàn luận thêm với những cái cặp loa đẹp và khủng như thế này. Ở phân khúc tầm giá thì hoàn toàn khá là dễ chịu, không bị đắt đỏ như là một số dòng loa khác, mặc dù đây nó là cấu hình một năm nhiều vất vả. Dạ, năm nay khó khăn quá. Quý vị, trong thời gian tình hình chút